Hải Phương lên banh ở phía cánh phải. Chị Nghiêng không được rồi, vẫn còn Trọng Thi vào. Một cú vô lê ngay trong vòng cấm của Trọng Thi. Và bàn thắng đầu tiên. Hello anh em, nay lại có trận banh với lại đội của anh Lâm Rô Béo. Cũng đã rất lâu rồi mới trở lại với đội của anh Lâm, chắc cũng được năm rồi đó. Thì anh Lâm bị một chấn thương, nghỉ đá banh cũng cả năm nay, đó là đứt dây chằng chéo. Mình quyết định làm video clip đá với lại đội của anh Lâm đó, mấy anh em đang ngồi khởi động trong sân ha. Cùng điểm danh qua coi là đội hôm nay có những ai đi nhé. Rồi đây, Lâm đây rồi. Anh mổ bao lâu rồi ta? Anh mổ 7 tháng rồi. 7 tháng hả? Là đá banh là được hả? Anh mổ ở đâu hay dưới ta? Mổ bác sĩ Ý. Bác sĩ Ý hả? Thôi bác sĩ Ý, bác sĩ này không biết đâu, em biết là anh Lâm giờ đá được sau 7 tháng là quá hay rồi. Cảm giác trở lại bóng đá phê không anh? Sướng. Đã mồ hôi sướng lắm. Hồi đó bị chân bị đứt sao nghỉ lâu dữ. Hồi đó anh nặng quá, do nặng quá. À do nặng quá bước cầu thang xuống là sụm luôn đúng không? Ok, hôm nay sẽ thi đấu thật tốt chứ hả? Rồi mừng anh trở lại với sân bóng nha. Ghi được bàn. Đây là Định, trời quen cũng chục năm rồi. Đá banh hồi còn mình là thiếu niên. Hello anh em. Rồi chào Định nha. Trời ơi, ở đây có một nhân vật rất quen. Hello. Kim Messi. Chào mấy bạn. Đó, Kim Messi đã trở lại. Lâu rồi. Lâu không ta? Không lâu đúng không? Trời ơi, ngày nào không xuất hiện trên kênh. Mình nói cho vui thôi, chứ thực ra ngày nào cũng trên kênh hết á. Đây là Hải Phương. Hay vô. Yeah, một thành viên trẻ của Lê Minh FC. Hôm bữa đó hay quá, nhiều người nhận ra em trên kênh đấy. Dạ. Đây là Bi. Em tên thật là gì vậy Bi? Dạ, Hải anh ơi. À, Bi tên thật là Hải, Hải Bi. Em bao nhiêu tuổi ta? Dạ, em 23. 23 tuổi hả? Dạ. Hiện giờ sinh viên trường gì? Dạ, em đang làm đầu bếp anh ơi. Thế, đầu bếp hả? Dạ. Bữa nào dạ nấu ăn nha, anh không biết nấu ăn. Dạ, ok anh. Nhớ nha, đập tay cái hứa cái nè. Vô. Long chém anh em. Đây là Hải Lam. Dạ. Một người anh em reside chung. Hôm nay em đi đá với Long chém. Long chém hả? Long chém. Đây là, gọi em là Long chém kìa. Còn đây là đội đối thủ. Lên đưa thừa, đưa thừa. Ok, đội bên đó có vẻ nhẹ cân, vừa sức với đội của mình. Đá với tiêu chí vui vẻ, sức khỏe, mồ hôi nha. Trận đấu bắt đầu. Chuyền cho anh Lâm Rô Béo. Chuyền lên không thành công, nhưng Trọng Thi đã kịp đưa về thu hồi quả bóng vừa rồi. Lâm Rô Béo, những bước chân đầu tiên của anh Lâm Rô Béo sau khoảng thời gian dài bị đứt dây chằng chéo trước. Kim Messi làm gì đây? Wow, pha sâu kim của Kim Messi bật tường với Lâm Rô Béo không vào. Bấm banh Trọng Thi không vào. Một cú vô lê rất mạnh, nhưng phản xạ của thủ môn rất kịp thời. Hải Phương lên banh ở phía cánh phải. Chị Nghiêng không được rồi, vẫn còn Trọng Thi vào. Một cú vô lê ngay trong vòng cấm của Trọng Thi. Và thủ môn đội bạn trở nên bất lực với cú sút vừa rồi. Trọng Thi đã thu hồi lại được banh. Chuyển hướng. Hải Phương làm gì đây? Lâm Rô Béo trả về cho Kim Messi rồi. Một đường chuyền vào. Một đường chuyền của Kim Messi cho anh Lâm Rô Béo, nhưng bóng đã bất ngờ bị đổi hướng, bay thẳng vào lưới. Kim Messi. Hải Phương chuyển về cho Trọng Thi. Lấy đà sút kia, sút không vào. Wow. Sau cú sút thứ ba cho đội bị cản phá của Trọng Thi thì Hải Phương đã kịp thời vào đá bồi. Một bàn thắng khá dễ dàng dành cho Hải Phương. Không được. Dứt điểm. Wow, một cú phá bóng nhanh của thủ môn đội bạn. Và Kim Messi, Trọng Thi, Hải Phương của đội đối
anh Lâm Rô Béo rất bất ngờ với cú sút vừa rồi. Một bàn thắng rất hay của cầu thủ đội bạn. Chị Messi chuyển dài lên, không tới được chân của Trọng Thi. Wow, một cú chích mũi rất nhanh của cầu thủ đội bạn. Và một bàn thắng rất bất ngờ. Trọng Thi chuyển lên cho Kim Messi. Tide sút góc hẹp, không vào. Một cú sút góc hẹp của Trọng Thi. Phải công ngược cho thủ đội bạn. Sút chúng ngay anh Lâm Rô Béo, bóng văng ra ngoài. Một pha cản phá rất kịp thời của anh Lâm Rô Béo. Chuyền dài, pha cản phá của Quang Định. Trọng Thi, Quang ơi, dứt điểm, không vào. Một pha cản phá rất hay của thủ môn áo vàng. Trọng Thi đột phá, phối hợp không thành công với Hải Lam. Phản công ngược cho đội bạn, không được rồi. Kim Messi đã lấy được banh. Sút không vào. Một cú sút rất nhanh của Kim Messi, bóng trúng cột dọc. Kim Messi cắt được banh rồi, chuyền cho Trọng Thi. Góc hẹp, làm gì đây? Sút vào. Một cú sút rất mạnh từ góc hẹp của Trọng Thi. Nâng tỷ số lên 4-1. Kim Messi đá rất đồng đội. Phản công cho Hồ Áo Xanh. Một pha phát sót rất hay. Dứt điểm, không vào. Một cú sút ngay góc A, nhưng thủ môn Long Beka đã kịp thời cản phá. Bây giờ là Hiếu Búng đảo chân step over, không được rồi. Đường chuyền ngang đã bị cắt rồi. Hải Lam lên bên, rất khỏe. Hiếu Búng làm gì đây? Không được. Hiếu Bốn bị đầu bếp, dứt điểm, chúng xa ngang. Không vào. Một pha phản xạ rất tốt của thủ môn Long Beka. Giờ là bị đầu bếp, sút. Không vào. Kim Messi bị đầu bếp. Hiếu Bốn. Wow, một cú sút rất mạnh của Hiếu Bốn. Tỷ số đang là 5-1 nguyên nhờ của Thi Freestyle. Thủ môn Phan Tuấn giờ đã thay thế cho chỗ của Long Beka. Nãy giờ Long Beka đá ở vị trí thủ môn là tạm thời thôi. Chuyền lên cho Hiếu Bốn. Một pha The Rollet rất hay. Dứt góc biên, vẫn là một pha đồ Rolex nữa. Những màn phối hợp rất hay giữa Hiếu Bốn và Kim Messi. Một cú dứt điểm trúng cột dọc của Hiếu Bốn rất bất ngờ. Lên banh, không qua được Kim Messi. Trước được banh rồi, làm gì đây? Wow, một pha ghi bàn từ sân nhà của Kim Messi khi thủ môn đội bạn đã dâng cao. Long Beka, Trọng Thi, Kim Messi nhét lên cho Bivo, Hải Phương. Một đường chuyền ngang cho Trọng Thi và giờ là chuyền về cho Hải Phương. Không được. Một cú dứt điểm không trúng cú của Hải Phương, bóng đã bay ra ngoài. Kim Messi bấm banh, không tới được chân Hải Phương. Phản công ngược cho các thủ đội bạn. Làm gì đây? Chuyền ngang, Hải Phương đã cắt được banh rồi. Mất banh rồi. Wow, một pha mất bóng trong vòng cấm của Hải Phương và các thủ đội bạn đã tận dụng kịp thời.
Hải Phương rất chậm rãi đột phá qua người rất hay. Dứt điểm, một cú sút rất mạnh của Hải Phương và lại có một bàn thắng cho cầu thủ áo đen. Chuyền ngang cho Trọng Thi. Vượt tường với Hải Phương. Trọng Thi xoay người, dứt điểm không vào, cú sút hơi nhẹ. Chuyền dài không thành công. Giờ là Kim Messi nhét lên cho Hải Phương, một cú đặt lòng rất hiểm, lại một bàn thắng nữa của Hải Phương. Trọng Thi giờ là Long Bika. Trọng Thi đột phá qua hai cầu thủ, chuyển cho Kim Messi, chuyển ngang không được, không có pha băng vào của Hải Phương. Giờ là Long Bika, một cú dứt điểm nhưng bóng không bay vào lưới. Long Bika chuyển cho Trọng Thi, nhớ với trung lộ, sút không vào, một cú sút rất mạnh của Trọng Thi. Một pha đi bóng dọc biên thẳng qua trung lộ, chuyển ngang không vào, một cú dứt điểm khá hiền. Ném dài, Trọng Thi bước một rất tốt, qua người chuyền về cho Hải Phương. Làm gì đây, Long Mika chuyền vào trong không vào, cú dứt điểm khá hiền của Trọng Thi. Phi đầu bếp Lâm Rô Béo, một đường chuyền ngang không thành công của Lâm Rô Béo. Giờ thì bóng trong chân Hải Phương, qua người rất hay, sút không vào, một cú sút rất mạnh nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Lâm Rô Béo. Hải Lam mất banh rồi, phản công thủ áo xanh, quá người không qua được Hải Lam. Giờ thì phản công cho thủ áo đen Hiếu Bốn, chuyền ngang cho Bi Đầu Bếp, sút trúng cột dọc, một cú sút rất mạnh nhưng bóng vẫn tìm đến cột dọc khung thành các thủ áo xanh. Lâm Rô Béo chuyền dọc biên không thành công, lên banh cho thủ áo xanh, dứt điểm không vào. Hiểu không? Bi Đầu Bếp, qua người rất hay, giờ là Hải Lam không vào, một sút trúng góc dọc của Hải Lam. Qua người rất hay, chân trái vào, một cú dứt điểm rất mạnh bằng chân trái của Hiếu Bốn. Qua người rất hay, làm gì đây, không qua được Hải Lam. Vẫn còn vào, một pha chớp thời cơ rất nhanh của thủ áo xanh. Không được, một pha qua người không thành công của Bi Đầu Bếp. Vẫn còn, giờ là Bi Đầu Bếp. Hải Lam, wow, một pha ghi bàn cột 2 của Nguyễn Hải Lam rất dễ dàng. Ăn mừng y chang như Bùi Tiến Dũng viết theo. Không vào, một phản xạ rất nhanh của thủ môn Phan Tuấn. Cắn ngang không được. Giờ là Lâm Rô Béo. Wow, một pha quả hén rất hay, nhưng cú sút sau đó lại đi khá hiền. Phản công ngược thủ áo xanh, chích mũi ngay sàn ngang.
Giờ thì bóng trong chân Hiếu 4. Lỗ PK. Chuyền dài lên cho Quang Định. Làm gì đây? Chích mũi. Không vào. Bóng đi chết cục dọc 1mm. Phản công phía cánh phải. Bức tường rất hay. Làm gì đây? Pha phối hợp rất hay của huấn luyện bạn. Nhưng cú sút lại đi ra ngoài. Chích mũi. Không vào. Một cú chích mũi rất mạnh của thủ môn đội bạn. Hiểu bốn. Chích mũi. Không được. Bóng vẫn còn. Chuyển về cho Hải Lam. Wow, một pha sâu kim ghi bàn của Nguyễn Hải Lam. Rất hay, rất hay. Trước đó là một đường chuyền dọn cổ của Hiếu 4. Hiếu 4 lên banh, step over. Dứt điểm. Bóng trúng ngay góc A khung thành. Rất tiếc, một pha đi banh rất hay của Hiếu 4. Tổng BK, một cú sút từ giữa sân, vẫn còn Nguyễn Hải Lam, thủ môn đội bạn chơi rất xuất sắc. Long BK, Quang Định, Long BK, chuyền ngang không thành công. Quả người rất hay, dứt điểm, hơi nhẹ. Giờ là Hiếu 4 ở hành lang bên phía cánh phải, chuyền lên không thành công. Dứt điểm, một cú sút rất mạnh nhưng bóng đi hơi cao. Phạt góc. Trọng Thi đã bắt bài. Kim Messi. Wow, một cú bấm banh từ sân nhà của Kim Messi. Và lại một bàn thắng nữa dành cho anh. Thủ môn đội bạn đã bỏ khung thành lên tấn công 3-1 play. Và hậu quả là nhận thêm những bàn thua như thế này. Ném dài. Trọng Thi. Tì đe. Quả người rất hay. Làm gì đây? Một cú La Cresta dứt điểm nhưng không thành công. Chị ngang. Bidobep đã cắt được banh. Wow. Một pha lên cắt banh rất nhanh của Bidobep. Một sai lầm của các hữu đội bạn. Có vẻ như có chuyện gì đó đang diễn ra. Hình như một cầu thủ bên phía áo xanh đã cởi áo và bỏ ra sân. Và các cầu thủ còn lại cũng rời khỏi sân. Trong khi trận thi đấu vẫn còn đến 10 phút. Vậy thì giờ mình đá với ai đây ta? Giờ thì về nhà rồi, thay đồ tắm rửa luôn xong rồi. Thì trận đấu kết thúc sớm mà đá cũng chưa đã lắm. Nhưng thôi, phải nghỉ thôi. Tại mấy anh em bên đội bạn cũng lớn tuổi rồi. Và đi thiếu người nữa, đi có 7-8 người à. Mà về trước hết 3 người rồi, còn 5 người còn lại cày ải đoạn cuối. Thì đuối quá thì nghỉ thôi chứ sao giờ. Chứ trận banh này cũng không quan trọng thắng thua giờ lắm đâu. Đá chia tiền sân 5 năm mà. Thắng hay thua gì cũng trả 5 phần hết đó. Chủ yếu là để mình quay clip lại để mình up lên cho anh em xem, thấy được những pha xử lý hay, những bàn thắng đẹp của cả đội mình lẫn đội của mấy anh em bên đội đối phương luôn, để tạo cái nguồn cảm hứng cho mọi người xem, mọi người có thể có cái nguồn năng lượng để có thể tập luyện bóng đá và theo bóng đá tốt hơn. Cũng lâu lắm rồi mới trở lại với đội của anh Lâm Rô Béo, từ lúc mà anh Lâm bị đứt dây chằng chéo trước, nghỉ chắc cũng 7 tháng. Thì thấy anh Lâm mổ xong rồi giờ thi đấu lại được cũng vui. Còn để mà chơi đấu giải, tranh chấp, lấy huy chương, thi đấu mà kiểu giành chiến thắng thì mình nghĩ chắc còn lâu nữa. Chứ giờ anh Lâm thì chỉ đá vui vẻ, sức khỏe vậy thôi. Rồi, video clip đến đây kết thúc. Nếu anh em thấy hay thì cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để đón chờ các video clip trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào, hẹn gặp lại.